Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Thông tin Nghệ sĩ hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ các bạn đi ngang. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình để mình mang đến cho anh em, các bạn nhiều cái thông tin bổ ích về showbiz. Nghệ sĩ Hồng Đào nhập viện hậu ly hôn Quang Minh, cả showbiz dậy sóng. Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Thúy Nga, Xuân Hinh không khỏi bất ngờ và gửi lời chúc sức khỏe đến Hồng Đào khi biết tin nữ nghệ sĩ nhập viện vì suy nhược cơ thể sau biến cố hôn nhân. Mới đây thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Vân, khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cụ thể là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết nghệ sĩ Hồng Đào bị suy nhược cơ thể, nhưng may mắn là chị vừa xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Hôm nay cô ấy đã về nhà và sẽ sớm quay trở lại với công việc thôi. Hồng Đào nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm và lo lắng cho Hồng Đào. Mọi chuyện đang rất tốt và sẽ gặp lại mọi người sớm nhất. Nghệ sĩ Hồng Nhân chia sẻ như vậy đó các bạn ạ. Đi kèm với lời chia sẻ là hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vào bệnh viện thăm nghệ sĩ Hồng Đào tại Mỹ. Ngay sau đó thì thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi ngỡ ngàng gửi lời chúc và thăm sức khỏe đến nghệ sĩ Hồng Đào. Ôi Hồng Đào, em làm sao vậy? Chúc em sức khỏe mau bình phục. Sắp tới nếu có ra Bắc cùng Hồng Vân, anh em mình hội ngộ nhé. Hôm qua anh điện cho Hồng Vân, không thấy Hồng Vân nghe điện. Hóa ra là Vân đang ở bên Mỹ. Chúc em vui vẻ, nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ. Mong chị bình phục và trở lại với công việc, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ nữ nghệ sĩ. Nghệ sĩ Thúy Nga cũng gửi lời đến đàn chị, chúc chị Hồng Đào mau hồi phục, mau lấy lại tinh thần lạc quan yêu đời. Bữa hôm em có nghe tin là chị Đào bị bệnh, em thương chị Đào quá chị Hồng Vân ơi. Chị Hồng Đào vui vẻ lạc quan cho mau hết bệnh nha. Là những cái lời chúc của các anh em nghệ sĩ đến với Hồng Đào. Mong Hồng Đào là nhiều sức khỏe. Nghệ sĩ lo lắng cho sức khỏe nghệ sĩ của Hồng Đào sau biến cố hôn nhân. Trước đó thì nghệ sĩ Hồng Đào gây xôn xao dư luận khi xác nhận đã ly hôn với nghệ sĩ Quang Minh trong khoảng thời gian hơn 20 năm chung sống. Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy ra đến với tôi. Tôi vừa bước qua khỏi cuộc hôn nhân sau 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Quang Minh và Hồng Đào ly hôn khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không thể tiếc nối. Không khỏi tiếc nối nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi kênh YouTube của mình. Cảm ơn. Nhớ like, subscribe nha các bạn nha. Chúng ta đi ngang đi qua, chúng ta là những người lạ, nhưng vô tình chúng ta gặp nhau ở trên cái video này. Hãy subscribe cho mình để mình có cái động lực làm nhiều cái video hay hơn. Dù sao đây là cũng những bước khởi đầu của mình. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng Quang Minh, Hồng Đào vẫn không ngại hợp tác cùng trong nhau trong nghệ thuật. Dự án gần đây nhất, hai nghệ sĩ cùng có một bộ phim điện ảnh Ngôi Nhà Bướm Bướm của nghệ sĩ Huỳnh Tuấn Anh. Tuy không thuộc cái tuyến nhân vật phải tương tác thường xuyên suốt bộ phim, nhưng trong các phân đoạn phải diễn cùng nhau, cả hai khiến khán giả ngưỡng mộ về sự chuyên nghiệp trong công việc, không bị chuyện cá nhân ảnh hưởng. Câu chuyện cũng khá là đáng quan tâm. Chúng ta cần phải bình tĩnh và mong cho Hồng Đào vượt qua cái khó khăn này. Quang Minh ly hôn Hồng Đào không muốn tranh cãi và phân bua. Suy nghĩ của Quang Minh là muốn cho chúng tôi tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, muốn tiến tới chứ không muốn ngồi đó tranh cãi phân bua. Nghệ sĩ Quang Minh trong một bài phỏng vấn độc quyền với Janiu đã có những cái chia sẻ chân thành về câu chuyện buồn về cuộc hôn nhân đã kết thúc với nghệ sĩ Hồng Đào. Khi được hỏi về những khó khăn trong công việc vắng mặt cái tên Hồng Đào bên cạnh mình, thì nam
Danh Hài chia sẻ như thế này. Khó khăn lắm chứ, mấy chục năm rồi trong nghề, khán giả gặp là chỉ gọi Quang Minh Hồng Đào chứ không bao giờ nói Quang Minh không. Có một thời gian mình phải tạm ngưng, nhưng làm nghề mà sao ngưng mãi được việc. Vậy là mình phải chuyển sang làm MC khi còn ở bên Mỹ. Quang Minh Hồng Đào đi chung đã trở thành một thói quen rồi. Cả hai vừa là vợ chồng, vừa là bạn diễn mấy chục năm, nên nhiều khi giới thiệu chỉ có Quang Minh thì mình bước ra một mình, có nói gì đó hơi chạnh lòng một tí. Nó có cái gì đó rất là buồn. Lúc diễn với những người khác, mình cứ thấy nó ngộ ngộ. Cho nên sau này mình vẫn chưa nghĩ ra được một bạn diễn nào khác, nhưng trong đầu mình nghĩ là phải chấp nhận và bước tới, chỉ có vậy thôi. Hiểu được những tình cảm mà quá lớn mà khán giả đã dành cho mình, cũng như hiểu được cái khán giả cũng xứng đáng để có một câu trả lời về người ngoài cuộc, những người mà họ yêu quý suốt mấy chục năm qua. Nghệ sĩ Quang Minh nghẹn ngào lên tiếng về cuộc hôn nhân của mình như thế này. Cho đến hôm nay, đặc biệt là sau cái câu chuyện vừa rồi, điều bất ngờ nhất đối với ông Quang Minh là tình cảm quá lớn mà khán giả đã dành cho cả Quang Minh và Hồng Đào. Cho nên cái tên Quang Minh Hồng Đào dù có còn cạnh nhau hay không, còn riêng Quang Minh xin nguyện với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm phụ lòng khán giả, và cũng mong khán giả hiểu cho trong cuộc sống có những điều không thể ngờ được. Rất là buồn nha các bạn. Quang Minh suy nghĩ là muốn cho chúng tôi tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, muốn tiến tới, chứ không muốn ngồi đó mà tranh cãi phân bua. Đối với Quang Minh, nhất là trong chuyện tình cảm, tất cả là duyên. Quang Minh và Hồng Đào có thể hết duyên ngoài đời, nhưng có thể có duyên trên sân khấu. Nếu được kết hợp và hợp tác chung trên sân khấu mà hợp vai với nhau, thì Quang Minh sẵn sàng không có gì phải vướng bận hết. Cuối cái buổi phỏng vấn đặc biệt này thì nghệ sĩ Quang Minh cũng không quên nhắn nhủ đến công chúng, đến người hâm mộ, những người luôn yêu thương mình và Hồng Đào rằng sau khi mà khán giả biết được chuyện đã nhắn tin cho Quang Minh rất là nhiều, xót lắm. Nhiều khi nhận được tin nhắn của khán giả, mình không trả lời không có nghĩa là không đọc. Họ viết những câu mà mình nghe thấy thấm, thấy đau lắm. Họ rất quý mến mình, rất thương mình, muốn cặp này còn mãi. Bởi vậy Quang Minh mới thấy mình có lỗi. Qua đây Quang Minh muốn xin lỗi khán giả đã thương Quang Minh và Hồng Đào. Mà thương rồi thì thương cho trót. Xin hiểu làm cái gì cũng có cái duyên của nó. Nhưng nếu Hồng Đào không ngại thì duyên nghề Quang Minh sẽ giữ. Khi câu chuyện này hơi buồn hả các bạn ha. Có thể nói là cuộc ly hôn đầy ngỡ ngàng này, khán giả hầu như đều thấy vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, nhìn vào những hình ảnh hiện tại của cả hai nghệ sĩ, mọi người đều phần nào an tâm hơn rằng họ vẫn chọn việc tiếp tục sống và sống tốt, bình yên, cống hiến cho khán giả qua những hình ảnh, những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, chỉnh chu nhất. Vâng, chỉnh chu nhất, đỉnh cao nhất. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ được nhìn thấy tên Quang Minh Hồng Đào vui vẻ xuất hiện cùng nhau như những người bạn tri kỷ trong nhiều dự án. Vâng, Quang Minh đã xin lỗi, mà xin lỗi rất là nhiều. Buổi phỏng vấn cùng với Janelle thì diễn ra vô cùng chân thành và sâu sắc, với những câu chuyện về nghề được nghệ sĩ Quang Minh trải nhiều, trải lòng. Nhưng rồi sau đó ít phút, khi nhắc đến cuộc hôn nhân cũng không còn vẹn nguyên với nghệ sĩ Hồng Đào, những nút trầm đã không thể kìm nén mà trôi qua trong cả ánh mắt lẫn tiếng thở dài của người đàn ông mang nhiều ưu tư. Nghệ sĩ Quang Minh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đóng một vai thuộc cộng đồng Led trong ngôi nhà bướm bướm. Đây có thể là vai diễn gây thích thú nhất và cũng khó khăn nhất đối với Quang Minh. Thích thú vì được đảm nhận một cái vai đối với mình là khá khó, càng khó thì càng thích thú hơn. Thứ hai, vai này không phải là tình yêu trai gái, mà đây là một cuộc tình yêu đồng tính. Thú thật thì ngoài đời sống, Quang Minh có rất là nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba.
mình cũng am hiểu cái lý do vì sao họ như thế, cuộc sống của họ sinh hoạt thế nào, tình cảm của họ ra sao. Nói chung là nghiên cứu rất kỹ về vai diễn này. Vai đồng tính thì Quang Minh trước giờ cũng đảm nhận nhiều, nhưng đối với vai này thì đạo diễn đã nhấn mạnh với mình một điều rằng mình không được diễn mà để lộ một chi tiết ẻo lả nào hết. Đạo diễn nói vai của Quang Minh phải đại diện cho một người đồng tính rất đàn ông, cho nên nếu mà mọi người xem thì sẽ thấy Quang Minh trong phim sẽ không ẻo lả, nhưng vẫn phải diễn làm sao cho được cái chất trong đó. Quang Minh biết được anh Thành Lộc 20 năm rồi, nhưng lần này là một điều may mắn khi được đóng chung với anh trong ngôi nhà bướm bướm. Anh Lộc, người mà Minh tạm gọi là một diễn viên gương mẫu, làm việc rất nghiêm túc. Dù là một nghệ sĩ ưu tú, nhưng vẫn làm việc như một người diễn viên bình thường, không xem mình là đàn anh. Khớp là khớp, ở chỗ anh Lộc quá giỏi mà khớp cũng không đúng. Vì nếu vai diễn của Quang Minh thành công thì chính là sự hỗ trợ của anh Lộc rất là nhiều. Bình thường nếu mình được diễn chung với một người mà họ truyền lửa cho mình càng nhiều thì mình càng hưng phấn. Cũng có cái khó khăn trong giai đoạn đầu khi thể hiện tình yêu bằng cái ánh mắt này nọ, vì cái việc mà nhìn một người con trai như con gái của mình thì hơi khó. Nhưng mà ngày qua ngày khi nhập vai rồi, lúc đối diện với Thành Lộc thì mình không còn thấy Thành Lộc nữa, mà là nhân vật của bà Hân. Thương nhất là mấy cái đoạn tình cảm, những đoạn mà vô tình chạm vào lòng tự ái của bà Hân. Đó là điều Quang Minh nhớ nhất trong phim. Quang Minh chia sẻ về cái vai diễn. Vậy còn cái vai diễn mà trẻ Liên Bỉnh Phát và Hòn Yến Chi Bi trong phim thì nghệ sĩ Quang Minh cái nhận xét như thế nào? Nói chung các bạn cũng thông cảm nha. Lâu lâu đọc mà nó xúc động quá nên là mình cũng nói nó hơi bị líu lưỡi chút xíu. Các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ mình nha. Nếu nói về Liên Bỉnh Phát thì Quang Minh khá bất ngờ. Trong cái quá trình mà diễn với nhau thì chưa thấy Phát bộc lộ đến hết cái tính cách của nhân vật. Nhưng khi diễn chung, xem buổi công chiếu thì phải công nhận Phát có cặp mắt và một ánh nhìn đúng có chất điện ảnh. Còn cô Hòn Yến Chi Bi thì quá lanh, quá thông minh, làm việc rất nhạy cảm. Nó ra điều nào thì hiểu ngay lập tức, rất có lửa. Quang Minh thấy cái lớp trẻ bây giờ làm việc thực sự là thông minh và nhạy bén. Nghệ sĩ Quang Minh về Việt Nam lần này đơn thuần là muốn về thăm quê hương hay là tìm cơ hội để trở lại hoạt động nghệ thuật trong nước? Câu hỏi này khá là đơn giản để chúng ta xem rằng là Quang Minh có trả lời được hay không. Về sau này thì nghệ sĩ và cái thị trường băng đĩa ở hải ngoại bị thu hẹp lại, người ta không mua đĩa nữa. Bây giờ trên xe hơi hay trong nhà không còn cái đầu máy đầy DVD nữa. Người ta theo dõi mạng xã hội là nhiều mấy chục năm rồi, lớp trẻ lớn lên đa số là không biết tiếng Việt nhiều. Quang Minh thấy phim Việt Nam hiện tại là được quan tâm rất là nhiều, điều đó rất là đáng mừng. Trước khi về đây đóng phim thì Quang Minh đã tìm hiểu đến rạp, đến xem các phim Việt, và phải nói một điều rằng là Minh rất là bất ngờ về sự tiến bộ vượt trội. Tiến bộ không phải là phim nào cũng ăn, mà trong 10 phim sẽ được 2-3 phim có thể đem đi đấu với nước châu Á. Có lẽ Quang Minh đã quyết định rằng có cơ duyên được mời thì vai nào phù hợp với mình sẽ tham gia. Quang Minh ngoại trừ bằng cái số ít tên tuổi lớn và đắt khách thì phần nhiều nghệ sĩ Việt tại hải ngoại không mấy dễ dàng trong cuộc mưu sinh xứ người. Có người làm nên vài ba công việc để cải thiện thêm thu nhập. Thì nghệ sĩ Quang Minh sẽ nói vấn đề này như thế nào nha các bạn nha. Nếu tự nhiên cái góc độ khán giả tại Việt Nam thì thấy hơi ngộ rằng tại sao nghệ sĩ phải làm cái này cái kia. Nhưng ở hải ngoại thì chuyện đó rất bình thường. Ở hải ngoại thời gian mà nghệ sĩ hoạt động chỉ rơi vào cuối tuần, còn cái ngày bình thường thì họ có thể làm những cái việc khác. Ở đâu cũng vậy, cũng có nghệ sĩ hạng A, hạng B, họ có nhiều số hơn thì họ chỉ cần tập trung vào nghề của mình thôi, chứ không phải làm thêm việc khác. Chuyện đó hết sức bình thường. Nhiều tin đồn cho rằng là các nghệ sĩ hải ngoại về nước thường yêu cầu các xe khủng. Có đúng không các bạn? Thực ra thì nhận định này thì 10 năm trước có thể đúng, nhưng còn bây giờ thì các xe của các nghệ sĩ Việt Nam khi qua hải ngoại nhận nhiều hơn là ở trong nước. Ngược lại thì nghệ sĩ hải ngoại về nước thì các xe cao, nhưng cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thật lòng thì Quang Minh cũng nghĩ rằng là nghệ sĩ sống với nghề ai cũng cần phải có tiền, nhưng quan trọng hơn là phải đối với Quang Minh á,
chính là cái tên tuổi, cái tên sẽ đứng vững trong đồng tiền. Quang Minh thấy hiện tại thì số tiền cachet không phù hợp với sức lao động của một số nghệ sĩ. Cho nên đó, khi một số diễn viên yêu cầu, yêu nghề chấp nhận tham gia bộ phim thì tức là họ yêu nhân vật đó hơn yêu số tiền mình sẽ nhận. Giống như Quang Minh, nếu như tình hình tìm được một cái vai diễn nào đó thích, được làm việc chung với đạo diễn mà mình hằng mong ước thì vai diễn đó quan trọng hơn cachet. Cùng lứa với các nghệ sĩ như là Thành Lộc, Hữu Châu, nghệ sĩ Quang Minh có cảm thấy chạnh lòng không khi mà hiện tại họ đều được công chúng công nhận là những cái gương mặt gạo cội, còn mình thì bao nhiêu năm bôn ba xứ người trở lại Việt Nam gần như bắt lại từ đầu. Thật sự câu hỏi này cũng hay các bạn ha, chạnh lòng, Quang Minh rất là chạnh lòng. Nhớ về những năm 90 khi Quang Minh bắt đầu bước ra nước ngoài, về văn nghệ kinh tế nước mình chưa phát triển nhiều là mấy. Quang Minh còn nhớ những năm là 81, 82 khi Quang Minh còn ở Việt Nam thì nước mình có hai cái đài thôi, đài số 7 và đài số 9. Sau đó mấy chục năm Việt Nam có gần trăm đài, bao nhiêu là đất diễn, đất dụng võ để bạn bè đồng môn của mình thể hiện. Còn ngược lại, Quang Minh sống ở nước ngoài chỉ có một cái cộng đồng, đó là cộng đồng hải ngoại. Lúc chạnh lòng nhất là mình xem thấy ở Việt Nam phát cái giải cho nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia. Mình ước làm sao ngày xưa mình có những cái thứ được như vậy. Các nghệ sĩ hải ngoại thiếu những điều đó. Lúc về Việt Nam thì Quang Minh bỡ ngỡ vì mấy chục năm rồi không biết khán giả thích gì và muốn gì. Mỗi lần về đây quay phim xong thì ra rạp xem, Quang Minh vui thì có nhưng buồn tiếc thì cũng nhiều. Ngày xưa lúc tốt nghiệp, sở trường của Quang Minh là đảm nhận những cái vai tình cảm. Cho nên bây giờ vẫn muốn thèm những cái vai như vậy. Lúc tham gia phim Em Chưa 18, nhìn những cái vai như chàng trai trẻ rất là thèm. Nhưng ngày xưa điều kiện điện ảnh chưa được như lúc này, nên mình tiếc thì mình tiếc nhưng không còn trẻ nữa thôi. Bởi mới nói lớp diễn viên trẻ bây giờ rất là đúng lúc, có nhiều đất diễn quá. Quang Minh mong muốn rằng là có những hãng sẽ làm phim cho cái lứa tuổi như mình đây nhiều hơn, để mình có đất diễn. Đó mới là thật sự hạnh phúc. Đối với con cái thì nghệ sĩ Quang Minh có một cái định hướng như thế này. Chưa bao giờ Quang Minh có ý nghĩ là bắt con mình phải học cái này, học cái kia. Quang Minh tự biết, tự nhiên hết. Nhưng Quang Minh luôn ép các con điều quan trọng nhất là thành người. Vậy là vui rồi. Quang Minh có hai đứa con gái, mình chỉ ao ước con mình trở thành những cái người đàng hoàng nhất, đi theo cái nghề nó muốn, theo những cái hoạt động văn nghệ của trường, các lớp. Mình biết hai đứa con gái đều có máu nghệ thuật, nhưng mà để theo nghề thì Quang Minh không ép. Các game show hiện tại thì đang chiếm sóng phần lớn, nghệ sĩ Quang Minh cũng tham gia thường xuyên trong cái chương trình này. Cách đây gần 2 năm thì Quang Minh có về đây tham gia rất là nhiều show, nhưng hiện tại thì hạn chế game show vì cái thời gian không cho phép nữa. Nếu mà chỉ nói về khía cạnh công việc thì bây giờ Quang Minh cũng gặp khó khăn rất là nhiều, khó khăn lắm. Mấy chục năm qua trong nghề khán giả cũng gặp phải và chỉ gọi là Quang Minh Hồng Đào chứ không bao giờ gọi Quang Minh. Có một thời gian Quang Minh tạm ngưng, nhưng làm nghề mà ngưng mãi thì không được. Vậy nên là Quang Minh đã chuyển sang làm MC khi còn trên đất Mỹ. Quang Minh Hồng Đào đi chung đã trở thành một thói quen rồi, nên nhiều khi giới thiệu chỉ có Quang Minh, mình bước ra một mình nó có gì đó hơi chạnh lòng một tí, nhưng trong đầu mình nghĩ là phải chấp nhận và bước đi, chỉ vậy thôi. Mặc dù biết rằng là cả hai nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào đều không muốn đem cái câu chuyện riêng tư của mình ra để bàn luận, nhưng trước những mong đợi và tình cảm quá lớn từ khán giả, có phải họ cũng xứng đáng được nghe những cái câu chuyện thách thức từ người trong cuộc. Cho tới ngày hôm nay thì đặc biệt là sau câu chuyện vừa rồi, điều bất ngờ nhất đối với Quang Minh là tình cảm quá lớn mà khán giả dành cho cả Quang Minh và Hồng Đào. Cho nên cái tên Quang Minh và Hồng Đào dù có cạnh nhau hay không thì riêng Quang Minh thôi xin được nguyện lòng mình sẽ không bao giờ phụ lòng khán giả, và cũng mong khán giả hiểu cho trong cuộc sống có những cái điều không thể ngờ được. Suy nghĩ của Quang Minh là muốn cho chúng ta tiếp tục và tiếp tục làm việc, muốn tiến tới chứ không muốn ngồi tranh cãi phân bua đối với Quang Minh, nhất là trong chuyện tình cảm, nhất là duyên. Quang Minh và Hồng Đào sẽ hết duyên ngoài đời nhưng sẽ có duyên trên sân khấu. Nếu được hợp tác chung trên sân khấu, sẽ hợp tác với nhau thì Quang Minh sẵn sàng
không có gì cái vướng bận hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc cho các bạn sức khỏe. Cảm ơn nghệ sĩ Quang Minh, cảm ơn Hồng Đào đã mang đến những cái điều thú vị trong thời gian qua. Cũng mong cho anh chị có những cái bước đường riêng như ý muốn. Sau khi mà khán giả biết được chuyện thì đã nhắn tin cho Quang Minh và Hồng Đào rất là nhiều, xót xa nhiều khi nhận được tin nhắn của khán giả. Nhưng không thể là không hiểu phải nói như thế nào. Họ viết những cái câu chuyện mà nghe rất thấm, rất đau. Họ rất là mến Quang Minh Hồng Đào, rất thương Quang Minh Hồng Đào, muốn cặp này còn mãi. Bởi vậy Quang Minh mới thấy có lỗi. Qua đây Quang Minh Hồng Đào muốn xin lỗi khán giả đã thương Quang Minh Hồng Đào. Mà thương rồi thì thương cho trót, xin hiểu cái gì cũng có duyên của nó. Câu chuyện, thật ra thì câu chuyện này mình cứ nhai đi nhai lại hoài. Nhưng mà cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta rất là tiếc cho những gì đã xảy ra với Quang Minh Hồng Đào. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn sức khỏe, cũng như là nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình để mình thông tin đến nhiều cái video hữu ích hơn, nhanh nhất, nóng nhất. Chúc các bạn vui.